Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại với chương trình của The USKT nếu và trở lại bản tin của Zachary. Cái dữ liệu của CDC cho thấy hàng trăm ngàn người Mỹ tìm đến dịch vụ y tế sau khi chủng ngừa COVID-19. Khoảng 782.900 người đã báo cáo đã tìm đến dịch vụ y tế chăm sóc và chăm sóc tại phòng cấp cứu ER hoặc là nhập viện sau khi chủng ngừa COVID-19. 2 triệu 500 ngàn người khác báo cáo là cần phải nghỉ học, nghỉ làm hoặc tạm dừng các hoạt động bình thường do những biến cố sức khỏe sau khi chủng ngừa COVID-19. Các báo cáo trên đã được thực hiện trong chương trình vSAFE của CDC, một hệ thống giám sát an toàn chủng ngừa COVID-19 mà người dùng có thể báo cáo các vấn đề qua thông tin điện thoại thông minh của mình, smartphone. CDC đã công bố cái dữ liệu này cho mạng lưới hành động về sự chấp thuận có hiểu biết Informed Consent Action Network sau khi bị kiện về những cung cấp dữ liệu cho tổ chức bất vụ lợi. Cái cơ quan này cũng đăng một trang tổng quát tóm tắt dữ liệu trên. Phải mất rất là nhiều yêu cầu pháp lý, kháng cáo hai vụ kiện hơn một năm. Nhưng CDC cuối cùng cũng phải đầu hàng và đồng ý một mệnh lệnh của tòa sau khi họ làm những gì họ nên làm từ đầu: công khai cái dữ liệu an toàn cho công chúng. Khoảng 10 triệu người đã sử dụng vSAFE trong khoảng thời gian mà dữ liệu bao gồm từ ngày 14 tháng 12 của 2020 cho đến ngày 31 tháng 7 của 2020. Khoảng 2 triệu 231 triệu người Mỹ đã được chích nhất ít nhất là một liều trong thời gian đó. Sử dụng cái hệ thống vSAFE đã báo cáo khoảng 71 triệu người Mỹ có triệu chứng. Các triệu chứng bao gồm ớn lạnh 3 triệu 500 ngàn người, sưng phù 3 triệu 600 ngàn người, đau khớp 4 triệu người, đau nhức cơ thể hoặc là cơ 7 triệu 8 người, nhức đầu 9 triệu 7 người, mệt mỏi 12 triệu 7 người và nhức mỏi toàn thân 19 triệu 500 ngàn người. Trong đó có 4 triệu 200 ngàn người có những triệu chứng trên đều có mức độ nghiêm trọng. Những người sử dụng vSAFE đã điền dữ liệu cho thấy khoảng 13.000 trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi báo cáo hơn 33.000 triệu chứng bao gồm đau, chán ăn và kháo khỉnh. Đó là sự kinh hoàng của nó. Tôi chỉ thông báo cái bản tin như vậy thôi. Ai hiểu sao hiểu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.